Vâng, chào mừng quý vị đến trở lại kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Tám nhé. Thì tôi trân trọng giới thiệu quý vị là ngày là 12 giờ trưa ngày 19 tháng 11 năm 2019 thì rất hay tai nạn mình đón anh chị Bình Ly ở thị trấn Yên Lập ra để ký duyệt một bộ sản phẩm. Vâng, đây trên này ảnh quý vị nhìn đây là anh chị Bình Ly trấn Yên Lập ra để ký duyệt một số sản phẩm như sau. Tôi giới thiệu chi tiết cho quý vị xem. Đầu tiên là một chiếc đồng hồ tứ trụ đây, và một chiếc mặt sập kìa, và anh vừa ký ra rồi. Có anh ký vào cái dạ này chưa anh? Anh ký tên vào cái dạ sập này đi. Anh cứ ghi vào cái dạ chính mặt trái. Thế xong rồi quyết theo như em là lấy cái đồng hồ đấy hay hơn chị ạ. Dạ lắp đủ rồi, nhìn nó đẹp lắm. Trông chiều anh phải làm hoàn thiện đấy em. Vâng, chiều bắt đầu làm quên. Vâng, 23 nay mới 19 thôi. Thế là còn chiếc lộc bình nữa. Vâng, thế chào mừng quý vị nhá, xin hẹn lại quý vị clip sau nhá. Và thì xin chào.